Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ nấu một bữa ăn có giá là 35k nữa nha mọi người. Đây, sáng nay mình đi chợ là mình mua rau, đây là rau mồng tơi nè, 6k. Đây là cái tôm của tép ruốc á mọi người, tép ruốc á. Tép ruốc với hành là 5k nha. Tép ruốc 2k, hành 3k là 5k. Rồi đây là cà chua mình mua là 4k. Trứng là 10k, đậu hũ là 10k. Và tổng cộng bữa ăn hôm nay của mình là 35k. Mời mọi người cùng đi nấu bữa ăn 35k với mình nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình có nấu bữa cơm 35k nè. Đây là cái mồng tơi. Mồng tơi với cái tép ruốc lúc nãy là mình nấu canh mồng tơi. Đây là đậu hũ, 4 miếng đậu hũ với cà chua lúc nãy là mình làm đậu hũ sốt cà nha mọi người. Còn đây là 4 cái trứng vịt lúc nãy là mình chiên. Rồi, mời mọi người cùng thưởng thức cái bữa cơm 35k với gia đình mình nha. Ăn cơm nha các bạn. Rồi, mời mọi người cùng ăn cơm. Mời nha. Sao mọi người ăn đi. Mời ăn trứng vịt. Sao nó màu vàng vậy? Trứng, mời ăn trứng đi. Mình ăn thử cái đậu hũ sốt cà nha. Rồi ăn thử cái trứng. Đây là đậu hũ sốt cà nè mọi người. Trứng ngon lắm, ăn đi, ăn thử đi. Không có lạc thì chấm thêm nước mắm. Ngon. Cơm đậm bạc thế thôi. Vậy thôi. Ăn nước mắm ở tay hả mẹ? Đúng rồi. Đây là 4 cái trứng vịt 10k, 4 miếng đậu hũ 10k, 1 bó rau 6k, mấy trái cà là 4k, với 2.000 tép ruốc, với 3.000 hành lá, chẳng 35k. Rau là ở nhà không? Không, rau mua 6.000 bó. Mùa này mà mùa nước mặn mà làm gì có rau nhà nữa. Rau là anh từng mà thấy nó có phải không? Không hái. Có ít ít để dành để mùa mưa cho nó phát triển lên, chứ giờ ăn hết là nó rụi luôn. Rồi xong. Mùa ăn bị dính vô răng rồi. Rồi. Uống nước vô để nước uống. Ngon. Ủa, muốn ăn cơm nữa hả? Nướng mì ra ăn được trứng à? Vừa ăn không? Ăn thêm ít nước mắm, mắm rào cũng mắm. Trứng mắm nha. Trứng hơi nhạt thôi. Thử coi nhà nấu cơm sao ba, hỏi ba muội nay nấu cơm sao, ngon không, món nào ngon ba muội? Canh cũng ngon à, đậu này làm cũng ngon, trứng chiên cũng vừa ăn luôn đúng không? Ăn cơm thì phải thêm xíu nước mắm, rất là ngon. Có 35k bữa ăn này từ 2 đến 4 người ăn nha mọi người. Cơm gia đình nữa, cơm gia đình đó. Thử rồi mẹ xin muội nấu ăn có ngon không? Nhưng mà hôm qua nghỉ bà ăn cơm đi con. Rồi con qua đây. Đam mê mùa dịch thôi. Corona mà. Corona nó nhầm đau răng. Cho vô lấy nước uống đi. Vô cái bình nước lấy nước uống đi mùi. Đậu hũ sốt cà. Ngon ha. Dễ ăn. Cơm mùi ăn mấy cơm cũng ngon rồi. Cơm cũng rất là ngon. Đúng rồi. Cầm cơm của con vô mà ngoài cho cá khô trong đó. Vô lấy cá khô ra ăn. Để lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đây là rau mồng tơi. Nấu ăn cũng hơi bị ngon luôn đó nha. Thử thì biết. Cái rau mồng tơi này nấu canh dễ ăn, để canh gì nấu, cái gì nấu với nó không được. Nấu với này, nấu với tép ruốc. Có 2.000 tép ruốc. 6.000 rau, 2.000 tép ruốc. Nấu ra một bộ cơm ăn đã luôn.
Rút nữa. Đâu rồi? Kìa. Đây con. Đang ngồi đây nè. Ngồi với ba nè, đang ngồi với ba ăn nè. Đây, còn cái này là món ha, dành thêm cho thằng muội. Con muội không có thích ăn trứng với ăn đậu này, mà bạn muội thích ăn cá khô thôi. Bạn muội ăn cá khô. Nóng quá. Nóng, nóng quá con. Trứng chiên rất là ngon nha mọi người. Nóng không ba? Chiên rồi vừa đúng một cái dĩa luôn nè. Nóng. Cái vòng tròn nó vừa đúng một cái dĩa. Nóng, từ ăn luôn. Ăn thôi rồi. Nè ba. Cá khô ngon mà, để nó từ từ đây nè. Để nó. Ăn đây. Ăn với cơm á. Ôi, con ăn đây ba. Ôi, ăn trứng nè. Ăn. Bữa cơm đạm bạc bằng bình dân nhưng mà rất là ngon nha mọi người. Mọi người thử đi chợ nấu giống như nhà mình ăn thử đi. Ngon. Cơm gia đình. Vừa ngon mà vừa rẻ nữa. Cơm gia các bạn á. Cơm gì? Cơm gia các bạn. Cơm gia các bạn là sao? Gia đình á, gia đình mà bạn mùi không biết. Gia đình các bạn ăn cơm. Đúng rồi, mời gia đình các bạn ăn cơm. Bữa cơm gia đình giống như gia đình xí muội. Ai mở không? Bữa cơm bình dân đạm bạc mà ngon, ngon bổ rẻ. Ngon bổ ngủ. Ngon bổ rẻ con. Ngon bổ ngủ. Ngon bổ rẻ. Con ngủ bổ ngủ. Bổ rẻ. Bổ ngủ. Rẻ. Bổ ngủ. Bổ ngủ nữa vậy. Mỗi chưa nói được chữ rẻ. Nói được nó ra bộ chứ. Muốn nói là rẻ. Rẻ. Con nói là rẻ. Rẻ trứng chim. Con ăn đi. Gió mát quá. Ăn cơm có luồng gió thổi qua mát. Ngồi giữa trường này mà mát. Đây là cá khô mẹ, đây là cá khô chứ mùa nha ba. Giờ bánh tre trốn giật. Trốn giật mà. Ngồi. Xung quanh tới phía không có gì hết. Thoáng phải không? Trốn giật là tuyệt vời luôn. Không khí trong lành. Trong quá. Trong mà nước cũng trong luôn, nước mặn cá trong veo luôn. Chỗ nào cũng trong á. Ngon hai đến sốt cà nè. Vừa ăn. Không biết bữa hôm nay làm sao mà mình nấu ăn ngon dữ vậy không biết. Dữ luôn. Món nào cũng vừa ăn. Con muốn nói tiếp con ba ơi. Cái gì? Con muốn nói tiếp con. Ừ, rồi. Đuổi nó đi con, đuổi nó đi. Mùi đuổi rồi buồn cười quá. Mùi rồi hả? Mùi rồi. Đuổi rồi mà giống như đuổi gà. Rồi quá. Nó thèm ra nó bù tới nó ăn vừa. Đúng rồi, nó thèm quá. Để nó ngon quá mà biết không? Thường tối. Cho nên nó thèm quá, nó bù tới nó ăn đó. Ừ, dưới tay là bù vô khi ngủ rồi đó. Nhanh nè. Sao cơm của ba màu vàng vậy? Có cái nước sốt cà không kìa? Ừ, cái nước sốt cà nè, nó vàng vàng đỏ đỏ, ngon lắm. Con ăn không? Con chan vô. Không. Ừ. Chan không? Con chan cho ăn ngon lắm. Nước này nó... Dạ không, dạ không. Cái gì không? Con láo từ sốt cơ rồi. Rồi kỳ quá con à. Rồi này kỳ quá hả mọi tại sao làm bán được rồi mỗi nuôi sao nó bay vòng vòng ăn hết chén cơm ngon 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 luôn á. Cá khô tao, cá khô của con á, con ăn đi. Ừ, cá khô mẹ cho. Ừ.
thì chào các bạn. Các bạn ơi, vậy là bữa ăn 35k của gia đình xí muội á đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Chúc mọi người một ngày vui vẻ nha.